tin giáo hội Trung Quốc, Đức Hồng Y Charles Paul kêu gọi làm tuần cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Đức Hồng Y Charles Paul, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu, mời gọi các tín hữu tham gia tuần cầu nguyện cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm nay. Hồi năm 2007, trong lá thư gửi giáo hội công giáo tại Trung Quốc Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã định ngày lễ 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong thông báo ngày 14 tháng 3 năm 2021 vừa qua, Đức Hồng Y Sạc Pò, dòng Don Bosco, cũng là Tổng giáo mục giáo phận Yangon bên Myanmar viết Chúng ta cần cầu xin Đức Mẹ Xà Sơn tại Đền Thánh gần Thượng Hải bảo vệ toàn thể nhân loại và phẩm giá của mỗi người tại Trung Quốc như kinh nguyện của Đức Giáo Hoàng Biển Đức trong niềm tin cậy mến. Thực vậy, chúng ta được nhắc nhớ rằng toàn thể đạo lý xã hội của Hội Thánh phát triển nguyên tắc khẳng định phẩm giá bất kể xâm phạm của mỗi người. Đức Giáo Hoàng Biển Đức cũng khẳng định lòng yêu mến đối với nhân dân Trung Quốc, lòng tôn trọng đối với nền văn hóa cổ kính và sự phát triển kinh tế ngoại thường. Và Đức Hồng Nghi Bo viết, Tôi hy vọng rằng trong khi Trung Quốc tiếp tục nổi lên như một cường quốc hoàn vũ nước này có thể trở thành một lực lượng bênh vực điều thiện và bảo vệ các quyền của những người dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra ngoài lề trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Trapo, từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, nhân dân Trung Quốc đã đương đầu với những thách đố gia tăng có ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Điều rất đúng là chúng ta không phải chỉ cầu nguyện cho giáo hội, nhưng còn cho tất cả mọi người tại Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc.